100 câu chuyện thâm thúy trí tuệ cổ nhân giúp bạn sống khôn ngoan hơn, phần 2. 21. Luyện gà chọi. Trang Tử còn kể về một câu chuyện luyện gà chọi. Kỷ Thanh Tử nuôi gà chọi cho đại vương. Đại vương hiển nhiên là người rất thích chọi gà, hy vọng Kỷ Thanh Tử có thể bồi dưỡng ra một chú gà xuất chúng, nhanh chóng có thể xuất chiến. Sau 10 hôm qua đi, đại vương mới hỏi Kỷ Thanh Tử, con gà đó của ta có thể xuất chiến được chưa? Kỷ Thanh Tử, vẫn chưa được. Tại vì con gà này cậy khí cường lực tráng, luôn uy hiếp người khác, hai cánh xòe rộng, mắt nhìn như tia chớp, vô cùng kiêu ngạo. Người thông thường không biết thì cho rằng gà chọi mà như này đem đi đấu là tốt nhất. Tuy nhiên, người thực sự hiểu về huấn luyện gà chọi lại cho rằng về cơ bản là không thể được. Lại 10 ngày nữa qua đi, đại vương lại hỏi Kỷ Thanh Tử về gà. Kỷ Thanh Tử lại đáp, vẫn chưa được. Tuy gà hiện nay xung khí đã bắt đầu thu giảm, tuy nhiên chỉ cần gà khác mà có động là nó lập tức phản ứng, muốn đi tranh đấu. Vậy nên lúc này vẫn chưa được. Lại qua 10 ngày nữa, đại vương hỏi, Kỷ Thanh Tử lại vẫn đáp, vẫn chưa được. Tuy hiện nay nó đối với những việc bên ngoài đã không còn phản ứng mạnh như trước, tuy nhiên trong mắt nó, oán khí vẫn còn, cần phải đợi thêm nữa. Lại 10 ngày nữa lại qua đi, đại vương hỏi Kỷ Thanh Tử. Kỷ Thanh Tử đáp, hiện nay đã tạm ổn rồi, những con gà khác nếu có động tĩnh, gây sự gì, nó đã không còn thèm đoái hoài gì nữa. Nó hiện nay giống như thế nào? Nó chính là có bộ dạng như điều mà dân gian thường nói, ngốc như gà mộc. Kỷ Thanh Tử nói, con gà này hiện nay đã huấn luyện thành như một con gà gỗ. Tinh thần hướng nội, đức tính của nó đã đạt tới cảnh giới tối cao. Nó hướng nhìn vào trong bản thân mình, cho nên con gà này nó chỉ đứng ở đó. Bất cứ con gà khác nào nhìn nó, tinh thần ắt đều hoang mang bỏ chạy. Lúc này đem đi thi đấu là thích hợp rồi. Thông thường chúng ta hay cho rằng gà đem đi thi đấu thì giống như một tráng sĩ hùng dũng như chống trận, cần phải có xung khí mãnh liệt, ý chí chiến đấu quật cường và một quyết tâm dù chết cũng phải chiến thắng. Tuy nhiên, Trang Tử lại cho ta thấy một cảnh giới cao hơn. Nó là cảnh giới bài trừ từng lớp ngạo khí bên ngoài, đem tất cả nhuệ khí đều dồn nén vào trong. Đây không phải nói là không có ý chí chiến đấu, mà là nói ý chí cần hướng vào trong, con người cần hướng nội, cần nhìn vào chính bản thân mình. Lúc này mới có thể đạt tới cảnh giới toàn đức, đạt tới cảnh giới tối cao của một đấu sĩ, giành lấy thắng lợi không phải bằng kỹ thuật, bằng sức mạnh, mà là bằng đức tính. 22. Cho gạo không cho củi, mượn áo không mượn giày. Cho gạo là vì có thực mới vực được đạo, còn cho người nghèo đói gạo cũng là đang tích đức cho chính mình. Vì vậy hầu hết mọi người sẽ không từ chối. Nhưng củi thì có ở khắp mọi nơi, chỉ cần sẵn sàng làm việc chăm chỉ, không sợ thiếu củi lấy. Cổ nhân dạy giúp ngặt, không giúp nghèo, chỉ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nhất thời, giúp người qua cơn hoạn nạn chứ không nên giúp kẻ mãi nghèo, nghèo bền vững, vì họ chỉ trông chờ vào sự cứu trợ mà chẳng siêng năng làm việc, lười biếng cầu thả và ỷ lại. Họ chỉ dựa dẫm vào chúng ta chứ hoàn toàn không có ý chí tiến thủ, vươn lên trong cuộc sống. Không mượn giày và cũng không cho mượn giày vì mỗi người có kích cỡ bàn chân khác nhau, rất khó để tìm được một đôi giày vừa vặn. Đường đời cũng vậy, không ai giống ai. Con đường của tôi thành công nhưng chưa chắc bạn làm giống tôi sẽ thành công. Bởi vì thế giới quan và sức lực mỗi người mỗi khác, do đó phải biết dùng cái riêng và ý chí của bản thân tìm cho mình con đường thích hợp nhất. 23. Muốn hồ đồ thật khó. Nan đắc hồ đồ, muốn hồ đồ thật khó là một câu nói khá nổi tiếng của Trịnh Bản Kiều, một thư họa ra đời Thanh. Tác giả từng chú thích về câu nan đắc hồ đồ rằng, thông minh khó, hồ đồ khó, từ thông minh hóa thành hồ đồ càng khó, buông tay ra, lùi một bước, tâm sẽ an yên, sau này cũng không mong được đền đáp. Có người nói, nhân sinh có hai sự kiện, tỉnh táo làm việc, hồ đồ làm người. Hồ đồ là một loại tâm thái, cũng là một loại tu vi. Trong mắt của Khổng Tử, hồ đồ chính là trung dung. Trong mắt người già, hồ đồ là vô vi. Trong mắt Trang Tử, hồ đồ lại là tiêu dao. Rất nhiều việc tốt hơn là không nên biết, không cần phải linh hoạt, cũng không cần phải quá hiểu rõ. Thật ra, cuộc đời vốn là hồ đồ, vui vẻ và hạnh phúc đều được giấu trong sự hồ đồ này. Một khi thức tỉnh, thì tất cả những hạnh phúc và vui vẻ cũng sẽ tan thành mây khói. Con người sống trên thế gian, đôi lúc chúng ta chỉ cần sống hồ đồ một chút, mắt nhắm mắt mở mà nhìn đời. Như vậy là bỏ qua cho bản thân cũng là bỏ qua cho người khác. Phàm những người lúc nào cũng tính toán, đa phần cuộc sống không vui vẻ. Hồ đồ với bạn bè,
không toan tính mới bền lâu. Hồ đồ với người yêu, cho hai người có không gian tự do. Hồ đồ với tiền tài lợi lộc, không đau không tức. Hồ đồ với tình người, lương tâm không cắn dứt. Hồ đồ với những tin đồn vô căn cứ, không mệt đổi tài. Đường đời, cần phải hồ đồ mà đi qua, vui vẻ mà sống, biết đủ thường vui. 24. Tái ông mất ngựa. Ở gần biên ải, có một ông lão nuôi ngựa. Một hôm con ngựa quý của ông đi về phương Bắc nhưng không trở về. Hàng xóm xung quanh đến hỏi thăm định chia buồn cùng lão. Nhưng ông rất bình tĩnh, vẻ mặt không một chút buồn, nói, mất ngựa biết đâu lại là điểm may. Mấy ngày sau con ngựa đột nhiên quay về. Hơn nữa còn dẫn theo mấy con tuấn mã nữa, ai nấy đều kinh ngạc. Mọi người đến nhà chúc mừng ông lão, đúng là trong họa có phúc, chúc mừng ông. Không những không mất ngựa mà còn lời thêm được mấy con. Ai nấy đều tưởng rằng ông lão sẽ rất vui mừng, nhưng không ngờ ông chỉ đáp nhẹ một câu, được thêm ngựa biết đâu lại là họa. Hàng xóm thật tình không hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm mà quay về nhà. Con trai ông thấy ngựa đẹp nên muốn tập cưỡi, cuối cùng không cẩn thận mà bị té gãy chân. Mọi người nghe tin vội vàng đến động viên thăm nom. Cũng như mấy lần trước, ông lão không hề để tâm, chỉ nói một câu hết sức bình thường, biết đâu như thế lại là phúc. Sau đó triều đình có lệnh trai tráng trong làng đều phải đi tổng quân đánh giặc, ai kháng chỉ thì bị xử tội. Con trai ông lão vì bị gãy chân mà được miễn. Lúc này những người có con trai đi đánh trận mới thấy gia đình ông lão thật may mắn. Tóm lại, bất kể mọi chuyện trên thế gian đều có phúc họa đan xen. Vậy nên cứ thuận theo tự nhiên mà sống, không nên chấp trước vào được mất. Lúc mưu sự, thuận theo nhân duyên, tận lực mà làm, nỗ lực hết khả năng, không cố chấp vào kết quả. Thành bại là duyên, đôi khi niềm vui là có được trong quá trình chứ không phải từ kết quả. Không để thành bại được mất làm ta quá phấn kích cũng như phải lo âu. 25. Lương thiện là tích đức, nhưng ngu ngốc thì không phải. Nhân chi sơ, tính bản thiện, lương thiện vốn dĩ là bản tính của con người. Chính vì sự lương thiện mà thế giới mới ngập tràn sự ấm áp và hy vọng. Nhưng lương thiện cũng cần tới trí tuệ, cần tới sự sắc bén đầy lý tính. Sự lương thiện vô tri chính là ngu xuẩn. Ngày xưa, có một thiền sư ngồi thiền bên dòng sông. Bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh lạ, hóa ra chỉ là một con bò cạp bị ngã xuống nước và đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Vị thiền sư đưa ra ra vớt con bò cạp ấy lên, nhưng không may lại bị nó chích cho một phát. Ông nhẫn nhịn chịu đau rồi thả con bò cạp xuống đất, tiếp tục ngồi thiền. Một lúc sau, con bò cạp lại rơi xuống nước, thiền sư lại đưa tay ra vớt nó lên, lại bị nó chích thêm một phát nữa. Sau đó, con bò cạp lại rơi xuống tiếp, thiền sư lại vớt nó lên, và lại bị nó cắn. Có một ngư dân trông thấy liền hỏi thiền sư, con bò cạp ấy cắn người hết lần này tới lần khác, sao người còn cứu nó vậy? Thiền sư nói, chích người khác là bản tính của nó, còn từ bi lại là bản tính của ta. Lúc này, con bò cạp lại rơi xuống nước. Khi thiền sư đang định đưa tay ra vớt nó lên thì ông lão ngư dân đã lấy một cành cây đưa xuống nước. Con bò cạp lần theo cành cây rồi tự bò lên mặt đất. Ông lão ngư dân nói, từ bi không sai. Nhưng trước tiên hãy từ bi với chính mình, bảo vệ mình trước, rồi mới từ bi với chúng sinh. Lương thiện là chuyện tốt, nhưng cũng cần tới sự sắc bén trí tuệ. Lòng người phức tạp, thế gian nguy hiểm, sự lương thiện vô tri không lý tính sẽ chỉ khiến những người có lòng tham vô đáy càng được nước lấn tới, khiến người mưu đồ không hay thừa cơ đục nước béo cò, cuối cùng, người tổn thương lại là chính mình. Đây là bài viết nói về mặt trái của việc lương thiện một cách mù quáng. Tuy cuộc sống, lòng người ca tốt nhưng cũng đừng vì thế mà đánh mất sự lương thiện của mình. Tuy nhiên lương thiện một cách khôn ngoan không đồng nghĩa với việc tính toán cho đi phải có lợi. Cho đi bằng tâm nhưng ít nhất phải phân biệt được người nào xứng đáng nhận được sự lương thiện từ bạn. 26. Dụng tâm để ngộ. Xưa kia có hai ngọn núi, một ngọn quay mặt về hướng Bắc và ngọn còn lại thì hướng về phía Nam. Đồng thời trên mỗi ngọn núi đều có một ngôi chùa. Để phân biệt mỗi khi nhắc đến, người thời đó thường gọi là chùa Bắc và chùa Nam. Mỗi buổi sáng, hai ngôi chùa đều có một tiểu hòa thượng xuống chợ dưới núi để mua rau. Hai tiểu hòa thượng này tuổi trẻ khí thịnh, các tâm của người thường vẫn chưa qua tôi luyện, nên vẫn chưa thể vứt bỏ được nhiều. Họ đều không phục đối phương, mỗi lần khi gặp nhau ở chợ, họ thường bí mật hoặc đôi khi công khai thử tài, thách đố lẫn nhau. Một hôm, tiểu hòa thượng ở chùa Nam hỏi, cậu đi đâu thế? Tiểu hòa thượng ở chùa Bắc đáp, chân tớ đi đến đâu, tớ sẽ đi đến đó. Tiểu hòa thượng ở chùa Nam nghe xong, không biết phải đối đáp thế nào, đành ấm ức trong lòng. Nhanh chóng mua rau mà quay về chùa bẩm với sư phụ.
chú tiểu ấy trẻ người non dạ đã đành, vị trụ trì của chùa Nam lại cũng hồ đồ như thế, tâm tật đố không buông bỏ. Sau khi nghe đệ tử mình nói lại câu chuyện ấm ức khi không đối đáp được với chú tiểu chùa Bắc, thay vì khuyên bảo chú bé tu tâm tính, không nên gây chuyện thị phi thì ông lại mách rằng, lần sau gặp đối phương, vẫn hãy dùng câu đó để hỏi. Nếu cậu ta còn trả lời như thế, con hãy nói, nếu cậu không có chân, vậy cậu sẽ đi đâu? Như thế con sẽ có thể thắng được. Sáng hôm sau như thường lệ, hai tiểu hòa thượng ở chùa Nam và chùa Bắc lại gặp nhau ở chợ rau. Tiểu hòa thượng ở chùa Nam lại hỏi, cậu đi đâu thế? Lần này chú tiểu hòa thượng ở chùa Bắc trả lời, gió đi đến đâu, tớ liền đến đó. Câu trả lời bất ngờ này khiến tiểu hòa thượng ở chùa Nam lại không thể đáp trả. Cậu tiếp tục ngây người ra đó, ấm ức không nói nên lời. Sau khi trở về chùa, sư phụ thấy tiểu hòa thượng mặt đầy ủ rũ, liền hỏi, lẽ nào phương pháp ta dạy con không có tác dụng sao? Tiểu hòa thượng liền thuật lại những gì đã xảy ra. Sư phụ nghe xong liền cười lớn xoa đầu chú tiểu và bảo, vậy con có thể hỏi ngược lại đối phương rằng, nếu không có gió, cậu sẽ đi đâu? Sáng hôm sau, với khí thế ôm chắc phần thắng và muốn làm cho đối phương phải nín lặng trước những gì mình sắp nói ra, tiểu hòa thượng ở chùa Nam nhanh nhậu chạy đến hỏi chú tiểu hòa thượng ở chùa Bắc rằng, cậu đi đâu thế? Lần này, câu trả lời cậu ấy nhận được từ đối phương rất thực tế. Chú tiểu hòa thượng chùa Bắc hồn nhiên đáp, tớ đi chợ. Tiểu hòa thượng ở chùa Nam lại một lần nữa không có gì để nói, bởi vì không thể nào mở miệng hỏi tiếp rằng, nếu không có chợ, cậu sẽ đi đâu? Câu nói này rất vô lý. Vị sư phụ sau khi biết tình huống này, ông liền thở dài. Nhìn hoàng hôn ngộ ra đời vô thường. Nhìn mây trắng ngộ ra nó thong dong. Nhìn núi non ngộ ra sự xảo diệu. Nhìn sông biển ngộ ra nó mênh mông. Sự học hỏi quý ở chỗ dụng tâm mà ngộ, không thể dựa vào người khác mà ngộ được. Thứ của người khác vĩnh viễn là của người khác, chỉ có thứ tự bản thân mình ngộ ra mới là của mình. 27. Trước sau không tự biện minh. Cao Phòng thời Đông Tấn từng nhậm chức ngự sử phòng ở Thiền Châu, là phán quan của Trương Tòng Nờ. Lúc đó có một học trò ở trường quân đội tên là Đoạn Hồng Tiến đã trộm gỗ của quan phủ để làm đồ dùng gia đình. Trương Tòng Nờ sau khi biết được đã vô cùng tức giận, muốn giết chết anh ta. Đoạn Hồng Tiến vì muốn giữ mạng nên đã khai cung giả nói rằng, đấy đều là Cao Phòng bảo tôi làm. Trương Tòng Nờ bèn hỏi Cao Phòng để chứng thực lời nói của Đoạn Hồng Tiến, chẳng ngờ Cao Phòng lại nhận là do mình. Đoạn Hồng Tiến nhờ đó mà được miễn tội chết. Trương Tòng Nờ liền lấy 1 vạn sâu tiền, 1 con ngựa đưa cho Cao Phòng, rồi đuổi ông đi. Cao Phòng lặng lẽ rời đi, từ đầu đến cuối không biện minh cho sự oan uổng của mình. Sau đó, Trương Tòng Nờ lại phải gọi Cao Phòng trở về. Hơn 1 năm sau, thân tín của Trương Tòng Nờ nói rằng Cao Phòng tự nhận tội là vì muốn cứu 1 mạng người. Trương Tòng Nờ hết sức kinh ngạc, càng hết mực hậu đãi Cao Phòng. 28. Muốn tâm tĩnh lặng như nước, phải hiểu được buông bỏ. Có một vị thiền sư từng nói, một người muốn tâm tĩnh như nước thì điểm mấu chốt là có thể bỏ qua được những phiền não về danh lợi, vứt bỏ được những quấy nhiễu của tình sắc. Cho nên, muốn làm được điều ấy thì phải biết buông bỏ. Quả thực, trong cuộc sống không ngừng phân tranh, rất nhiều người tinh thần không yên tĩnh, tâm thần không an định đều là bởi vì họ đặt nặng bản thân mình. Tâm tĩnh lặng mới có thể sản sinh trí tuệ, tâm tĩnh như nước là biểu hiện của một loại trí tuệ cao. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, có nhắc đến giai thoại không thành kế của Ra Cát Lượng khi bị thất thủ ở Nhai Đình. Khi nghe được tin Tư Mã Ý dẫn theo 15 vạn đại quân tấn công Tây Thành, trong tay Ra Cát Lượng lúc ấy chỉ có vẻn vẹn 2.500 quân lính giữ thành. Nhưng Ra Cát Lượng không có tâm hoảng loạn, mà bình tâm tĩnh khí dẫn 2 tiểu đồng cầm đàn, dựa vào lan can trong thành ngồi gảy đàn. Tư Mã Ý dẫn quân kéo đến Tây Thành, thấy tình cảnh như vậy lấy làm lạ, đăm chiêu nghe Ra Cát Lượng gảy đàn một lúc, rồi hạ lệnh cho quân nhanh chóng tháo lui. Tiếng đàn bình tĩnh bất loạn của Gia Cát Lượng đã hù dọa được Tư Mã Ý thoái lui. Đây được gọi là núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt mà sắc mặt không thay đổi, còn nai có nhảy múa bên cạnh thì mắt vẫn không liếc. Khí độ siêu phàm như vậy, một người bình thường tất nhiên không thể làm được. 29. Cái chân của tiểu hòa thượng. Vào thời nhà Đường, ở núi Ngũ Đài Sơn, có một vị thiền sư nổi tiếng tên là Mã Tổ, rất thích dùng phương thức gây khó khăn để dạy đồ đệ của mình. Vào một ngày nọ, ông cũng dùng cách này để dạy cho tiểu đệ tử của mình ngộ ra một chân lý. Một hôm, thiền sư Mã Tổ có bắc một cái ghế ngồi trên con đường nhỏ phía sau chùa để đọc sách. Không lâu sau, có một tiểu hòa thượng đang đẩy chiếc xe đi từ phía vườn rau trở về chùa. Vì con đường quá hẹp mà thiền sư Mã Tổ lại duỗi chân ra giữa đường, nên tiểu hòa thượng không sao đẩy xe qua được.
bèn xin sư phụ thu chân lại. Nhưng bất ngờ là thiền sư Mã Tổ không những không co chân lại, mà còn nói, chân ta luôn luôn duỗi ra, không bao giờ co lại. Tiểu hòa thượng vừa sững sờ, vừa có chút khó xử, rồi nói, sư phụ không thu chân lại, con không thể trở về chùa. Thiền sư Mã Tổ vừa nói, thậm chí còn không thèm nhìn tiểu hòa thượng, đó là việc của con. Tiểu hòa thượng suy nghĩ một chút rồi thưa, sư phụ, người chỉ duỗi ra chứ không co lại, cho nên con không thể đi qua chân của sư phụ. Vậy chúng ta đổi vị trí đi, con ngồi ở trên ghế, còn sư phụ tới đẩy xe. Sau khi nghe điều này, thiền sư Mã Tổ cảm thấy khá thú vị, liền đổi vị trí với đồ đệ. Tiểu hòa thượng lúc này cũng bắt chước duỗi thẳng chân. Nhưng khi thiền sư Mã Tổ đẩy xe về phía mình, thì cậu bèn rụt chân lại. Thiền sư Mã Tổ hỏi, tại sao con thu chân lại? Tiểu hòa thượng cười nói, sư phụ là người chỉ duỗi không co lại, nhưng con có thể co duỗi, cho nên con thu chân lại. Sau đó tiểu hòa thượng đẩy xe đi, còn thiền sư Mã Tổ thì nhìn theo bóng dáng của đệ tử mình mà cười tâm đắc. Nhiều năm sau, thiền sư Mã Tổ đã truyền lại y bát cho tiểu hòa thượng này. Còn tiểu hòa thượng sau đó đã trở thành cao tăng ở Ngũ Đài Sơn, được gọi là thiền sư Ẩn Phong. Chuyện con lừa mang thánh vật đây là một chuyện ngụ ngôn của nhà văn Pháp tên là La Phong Tên, cũng là một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông. Chuyện nói về một con lừa, ngày đầu tiên được mục sư sai đến cõng thánh vật, nhìn thấy những tín đồ cúng bái, bò lồm ngồm trên mặt đất, con lừa dường như cảm thấy lâng lâng tự mãn. Ngày hôm sau, vị mục sư tiếp tục sai nó đến kéo cối say. Con lừa vẫn còn đang say sưa với sự cao quý của ngày hôm qua nên tự nhiên không chịu vâng lời. Sau đó bị chủ nhân đánh cho một trận, nó liền khóc to. Khi đó, một đứa trẻ 10 tuổi sau khi nghe câu chuyện này xong, nó cảm thấy con lừa này thật ngu ngốc nên bảo, đừng quên bạn là một con lừa. Kỳ thực, trên thế gian có rất nhiều con lừa thường nhầm lẫn mình với những thánh vật. Khi có quyền thì kiêu căng ngạo mạn, khi không còn quyền thì chán nản, thấp thỏm thở dài. Khi tại vị thì ngông cuồng tự cao tự đại. Khi thoái vị thì tinh thần suy sụp. Con lừa cũng chỉ là con lừa, còn thánh vật là thánh vật. Trẻ con còn hiểu được lẽ thường, sao người lớn vẫn còn mê muội. Kỳ thực, việc cõng thánh vật này giống như hút thuốc phiện, có thể sẽ gây nghiện. Con lừa dù có được mang thánh vật trong bao lâu, thì cũng có ngày thánh vật phải bị tháo dỡ xuống. Cũng giống như con người trên đời, ai mà không muốn sống vinh quang. Hơn nữa, bốn phương đến bái, tám mặt hướng về, không chỉ có được niềm vui về tinh thần, mà còn được cung cấp mọi thứ cần thiết như cơm ăn, áo mặc, nhà ở và phương tiện đi lại, còn có rất nhiều tiền. Tuy nhiên điều này có khác gì con lừa cõng thánh vật, cứ tưởng những xa hoa đó là mình. Sau này quen rồi, tự nhiên sợ mất mát, sống cảm giác thật khổ sở. Thực ra, con người chỉ có vóc dáng, sở thích, kỹ năng, tính cách và suy nghĩ của mình mới là cùng tồn tại với sinh mệnh của chính mình. Những ngày mang thánh vật chẳng qua chỉ là bọt sóng nổi lên trong ký ức trải qua năm tháng hồng trần mà thôi. 30. Chỉ khi bản thân thật kiên cường mới có thể cứu được chính mình. Có một con khỉ, bụng nó bị cành cây quẹt vào, chảy rất nhiều máu. Nó nhìn thấy một con khỉ khác liền vạch vết thương ra nói, ngươi nhìn xem vết thương của ta đau biết nhường nào. Mỗi một con khỉ khi nhìn thấy vết thương của nó đều ra sức an ủi, còn chỉ cho nó nhiều cách chữa trị khác nhau. Nó tiếp tục cho bạn bè xem vết thương để lấy ý kiến, sau đó thì nhiễm trùng mà chết. Một con khỉ già nói, chính nó đã tự hại chết bản thân mình. Thực ra bộc bạch nỗi khổ của bạn với người khác chưa chắc đã giải quyết được vấn đề, chi bằng bản thân hãy lặng lẽ chịu đựng và khắc phục. Cuộc sống có gặp khốn đốn, cũng không nên gặp ai cũng thổ lộ. Hãy dùng một thái độ tích cực để đối mặt với tất cả, cố gắng thay đổi thực trạng mới là quan trọng nhất. 31. Tích khẩu đức chính là tích phúc khí. Người xưa có câu, vết thương do đao kiếm gây ra thì dễ lành, lời lẽ độc ác thì khó mà tiêu mất. Làm người cần có khẩu đức, lời không nên nói thì đừng nói, lời nên nói thì từ từ nói ra. Người đời thường nói rằng, phúc từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Miệng là tạo nghiệp nhanh nhất, chỉ trong tích tắc, sẽ đắc tội với rất nhiều người. Trên con đường nhân sinh, sẽ ngày càng có nhiều kẻ thù và con đường càng đi càng hẹp. Nếu muốn có mệnh phú quý, cái miệng trước tiên cần phú quý. Gia đình muốn có phúc khí, trước tiên ăn nói cần có đạo. Khi nói chuyện với người khác, cần có sự đồng cảm, để người khác có cảm giác tốt. Họ tự nhiên sẽ chấp thuận và sẵn sàng làm bạn với bạn. Một tài xế taxi da đen chở hai mẹ con da trắng, đứa trẻ hỏi, tại sao da của chú tài xế lại khác chúng ta? Người mẹ mỉm cười trả lời, vì Chúa muốn làm cho thế giới đầy màu sắc.
nên đã tạo nên những người có màu da khác nhau. Khi đến nơi, người tài xế đã từ chối nhận tiền. Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi cũng hỏi mẹ tôi câu hỏi tương tự. Mẹ tôi nói rằng chúng tôi là người da đen, trời định là lớp người giai tầng thấp. Nếu hôm nay đổi sang câu trả lời của chị, tôi không chừng đã là người khác rồi. Miệng nói lời thiện là đang tạo thiện nghiệp, tu bổ thiện duyên, tu dưỡng cái miệng phú quý, nói chuyện trong tâm mang theo từ bi, càng kết bạn dễ dàng hơn và gia đình sẽ hòa thuận hơn, phúc khí phú quý sẽ tự nhiên đến. 32. Thái độ quyết định mọi thứ. Thái độ thế nào thì sẽ quyết định tương lai như thế ấy. Có người nói, cuộc đời có ba may mắn lớn: đến trường gặp được thầy tốt, làm việc gặp được đồng sự giỏi, ông chủ tốt, lập gia đình gặp được người bạn đời tâm đầu ý hợp. Đôi khi, chỉ cần một cái mỉm cười, một câu thăm hỏi ân cần ấm áp của họ cũng có thể sẽ khiến nhân sinh của bạn trở nên sáng lạn. Cuộc sống có một điều bất hạnh nhất, chính là bên cạnh bạn thiếu đi một người tích cực, thiếu một người có thể nhìn xa trông rộng. Như vậy sẽ khiến nhân sinh của bạn trở nên tầm thường, ảm đạm thất sắc. Có một câu nói rất hay, bạn là ai không quan trọng, quan trọng là bạn ở cùng với ai. Xưa có chuyện Mạnh Mẫu Tam Thiên kể về việc mẹ của Mạnh Tử ba lần chuyển nhà để tìm cho con chỗ học tập tốt nhất, đủ để nói rõ, ở cùng một chỗ với ai thực sự là điều vô cùng trọng yếu. Đại bàng sống trong ổ gà thì lớn lên sẽ mất đi bản tính bay lượn, làm sao có thể tung cánh trời cao. Sói hoang trưởng thành ở giữa bầy dê cũng sẽ mất đi bản tính, sao có thể ngao du sơn thủy, rong ruổi đại địa. Dù bạn là người rất ưu tú, nhưng khi bạn ở cạnh những người có ảnh hưởng tiêu cực kia, sẽ khiến bạn thiếu đi áp lực vươn lên, đánh mất đi động lực tiến bước, mà trở nên tầm thường, soảng xĩnh. Nếu như bạn muốn mình giống như loài đại bàng bay lượn giữa trời cao, vậy bạn hãy bay cùng đại bàng, chứ đừng nghĩ sẽ làm bạn cùng chim yến tước. Nếu bạn muốn mình giống như loài sói hoang rong ruổi đại địa, vậy bạn hãy cùng đàn sói tiến bước, chứ không thể đồng hành cùng đàn dê. 33. Giúp đạo tặc hoàn lương. Vu Lệnh Nghi ở Tảo Châu vốn là dân thị thành, là người trung hậu không vì lợi ích của mình mà hãm hại người khác. Những năm cuối đời gia cảnh cũng tương đối sung túc. Một đêm nọ có một người đến nhà ông ăn trộm. Mấy người con trai của ông đã bắt được kẻ đạo trích, thì ra là con trai của người hàng xóm. Vu Lệnh Nghi hỏi tên trộm: thường ngày ngươi chưa từng làm việc xấu, cớ làm sao phải đêm hôm khổ sở đi trộm cắp thế này? Người đó đáp: tôi đều là do nghèo khổ đến bước đường cùng mới phải làm vậy. Vu Lệnh Nghi hỏi hắn cần gì. Tên trộm nói: có 1 vạn quan tiền là đủ để mua đồ ăn thức uống và quần áo rồi. Vu Lệnh Nghi liền đưa cho tên trộm đúng số tiền đó. Tên đạo tặc vừa đi, Vu Lệnh Nghi bèn gọi giật lại. Hắn vô cùng sợ hãi vì cho rằng Vu Lệnh Nghi đã đổi ý, giờ muốn tố cáo mình. Vu Lệnh Nghi nói: ngươi nghèo như vậy lại vác theo 1 vạn quan tiền, e rằng những người đi tuần tra đêm sẽ xét hỏi. Vu Lệnh Nghi giữ tên trộm ở lại đến sáng mới đuổi đi. Tên trộm vô cùng xấu hổ, cuối cùng trở thành lương dân. Hàng xóm láng giềng đều gọi Vu Lệnh Nghi là đại thiện nhân. Vu Lệnh Nghi còn tuyển chọn những đứa trẻ ưu tú, xây dựng trường học, mời thầy giáo nổi tiếng đến giảng dạy. Con trai và cháu trai Vu Kiệt Hiệu lần lượt đậu tiến sĩ, trở thành danh gia vọng tộc khắp một vùng phía Nam Tảo Châu. Đó cũng là phúc báo mà một người thích làm việc thiện như ông đang được hưởng. 34. Tìm được vàng nhưng không nhận. Bố thí tiền bạc cho người khác không phải là chuyện khó làm, nhưng đối đãi tốt với người đang xâm hại tài sản của mình lại là cảnh giới mà không phải người thường nào cũng có thể làm được. Khi Trương Chi Thường ở Thái Học, người nhà nhờ người mang cho ông 10 lượng vàng. Đâu ngờ người bạn cùng phòng nhân lúc Trương Chi Thường đi vắng đã mở gói hành lý của ông trộm hết số vàng. Quan sử trong trường gọi người bạn cùng phòng đến để lục soát. Khi tìm thấy vàng, Trương Chi Thường lại nói: đây không phải là vàng của trò. Người bạn cùng phòng ăn trộm vàng nhân lúc đêm tối đã đem vàng nhét vào túi áo trả lại cho Trương Chi Thường. Trương Chi Thường biết người bạn đó rất khó khăn, nên đã tặng 1/2 số vàng cho cậu ta. Các bậc tiền bối nói Trương Chi Thường tặng vàng cho người khác, việc này mọi người đều có thể dễ dàng làm được. Nhưng trong lúc cấp bách, đã tìm lại được vàng ông lại không nhận, là điều mà mọi người khó làm được. 35. Cho người hầu một đường sống. Trương Tề Hiền, một danh tướng thời Bắc Tống, trước kia vốn là Hữu Thập Di được thăng lên làm chuyển vận sứ vùng Giang Nam. Một hôm ông tổ chức yến tiệc ở nhà, có một người hầu lén trộm mấy đồ vật bằng bạc rồi giấu ở trong người. Tề Hiền đứng ở sau rèm cửa đã trông thấy cả nhưng ông không nói gì. Sau đó, những năm cuối đời Tề Hiền nhậm chức tể tướng, nhiều người hầu trong nhà ông cũng được làm quan. Chỉ có người hầu nọ là không có chức quan bổng lộc.
Người hầu này nhân lúc rảnh rỗi đã quỳ trước mặt Tề Hiền mà rằng: "Nô tài hầu hạ chủ nhân lâu nhất, những người đến sau nô tài đều được phong quan, tại sao chủ nhân lại lãng quên nô tài?" Nói rồi bật khóc không ngừng. Tề Hiền nói: "Ta vốn dĩ không muốn nói, vậy mà ngươi lại quay ra trách móc ta. Ngươi còn nhớ khi ở Giang Nam đã từng trộm mấy đồ bằng bạc không? Chuyện này ta giữ trong lòng gần 30 năm chưa từng nói với ai, thậm chí chính bản thân ngươi cũng không hề biết. Ta giờ giữ chức tể tướng, bổ nhiệm và bãi nhiệm quan viên, khích lệ người hiền lương, vạch trần bọn quan tham tham nhũng, làm sao có thể tiến cử một tên trộm đi làm quan đây? Nể tình người hầu hạ ta đã lâu, bây giờ ta cho ngươi 30 vạn quan tiền, ngươi hãy đi đi, tự mình tìm một nơi yên ổn mà sống. Vì ta đã tiết lộ chuyện cũ, ngươi ắt hẳn cũng cảm thấy xấu hổ nên không thể ở lại đây được nữa." Người hầu vô cùng kinh ngạc, khóc rồi xin từ biệt. Người xưa có câu: "Nhường đường đi cho người thì con đường của mình mới rộng rãi, thoáng đãng." Từ xưa đến nay, người có thể hợp thời mà nhường nhịn, biết tiến biết lui, không tranh đấu thì trong cuộc đời luôn được lợi nhiều hơn hại. Người nhường nhịn không phải là người thua cuộc, cũng không phải là người nhu nhược hèn yếu, mà là người hiểu được tôn trọng, biết tiến biết lui, lùi một bước biển rộng trời cao. Đó là một loại nhân cách, một loại trí tuệ cao và là một loại hàm dưỡng. Người biết nhượng bộ là người đáng quý, họ biết buông bỏ ý kiến, quan điểm, lợi ích cá nhân của mình đúng lúc mà mở đường cho người khác. Buông bỏ được không phải thua mà là thắng được lòng người. 36. Người nhàn rỗi thì nhiều buồn bã, người lười biếng thì nhiều bệnh tật. Không để mình nhàn rỗi không phải là điều xấu như người ta vẫn thường nói, mà đó là một phần thưởng đến từ trời cao. Leo lên 10 bậc thang mà không tốn một hơi là điều khó làm được ngay cả với một thanh niên. Nhưng cụ Lý Thiệu Lỗ 91 tuổi lại làm được điều đó. Bí quyết để ông giữ gìn sức khỏe cường tráng như thế chính là đừng để mình nhàn rỗi. Sáng nào ông cũng dậy từ 7 giờ, sau đó tập thể dục 1 tiếng, ăn sáng lúc 8 giờ, đi dạo và quay về đọc báo lúc 9 giờ 30 phút, nghe nhạc vào buổi chiều, luyện thư pháp, tiếp tục tập thể dục trong 1 giờ nữa, và sau đó là dành thời gian để giúp vợ việc nhà. Có câu, người nhàn rỗi nhiều buồn bã, người lười biếng nhiều bệnh tật, người bận rộn thế mới vui. Thực sự là như vậy, khi một người nhàn rỗi, tinh thần và thể chất của người đó sẽ như bị tra tấn và giày vò. Con người trong lúc nhàn rỗi có thể dễ dàng suy nghĩ tiêu cực và đổ lỗi cho bản thân. Còn sự lười biếng về thể chất cũng sẽ khiến sức khỏe chúng ta ngày càng sa sút và tự dằn vặt chính mình. Ngược lại, bận rộn lại là một liều thuốc quý trên thế gian. Từ trước tới nay bận rộn luôn là khởi đầu cho một cuộc sống năng động. Nhà văn Nhật Bản Karuo Ishiguro từng nói, khi tôi nhìn lại cuộc đời mình khi tuổi già và thấy rằng mình đã dành cả đời để ghi lại những vẻ đẹp độc đáo của thế giới, tôi tin rằng mình hài lòng với nó và không ai có thể khiến tôi nghĩ rằng mình đã lãng phí khoảng thời gian đó. Còn có câu chuyện về một nhóm cụ già ở Đài Loan với độ tuổi trung bình là 81 tuổi. Đi xe máy vòng quanh Đài Loan đã khiến nhiều người xúc động. Họ đã khởi hành cùng nhau từ Bắc tới Nam, từ sáng đến tối, vòng quanh hòn đảo trong 13 ngày. Hai người trong số họ bị ung thư, 4 người cần máy trợ thính, 8 người bị bệnh tim và mỗi người đều bị thoái hóa khớp. Thực ra những gì họ làm đều không hề liên quan đến tuổi tác. Họ có thể chọn cách sống khi cuối đời là ở yên trong bệnh viện, hay dũng cảm bước ra ngoài cũng là một cách. Cuộc sống vốn dĩ luôn bộn bề khó khăn, nhưng dù vất vả thế nào thì nếu có kiếp sau, nhiều người vẫn sẽ chọn cách sống tràn trề năng lượng như vậy. Vì chỉ có thế bạn mới nhận ra giá trị thật sự của cuộc sống. 37. Biết đủ thường vui. Trong Thái Căn Đàm có câu, tham đắc giả, phân kim hận bất đắc ngọc, phong công oán bất thụ hầu. Ý rằng, tâm người hữu hạn, nhưng ham muốn lại vô hạn. Người có vàng vẫn muốn ngọc, có công tước mà vẫn nghĩ đến hầu tước. Không sớm thì muộn. Người mà có truy cầu vượt quá khả năng, vượt quá phúc phận của mình, thì trước sau đều gây họa. Vào thời nhà Minh, Ninh Vương Giang Tây Chu Thần Hào là con cháu hoàng thất, sống cuộc sống giàu sang. Thế nhưng ông không an phận làm vương, lại muốn tiến thêm một bước trở thành hoàng đế. Tiếc rằng cuộc nổi loạn mới chỉ diễn ra 43 ngày đã bị tuần phủ Nam Cám Vương Thủ Nhân hay Vương Dương Minh cùng Thái Thủ Cát An Ngũ Văn Định dẹp yên. Ninh Vương cuối cùng đã bị bắt giữ và được ban cho cái chết. Nghiêm Tung 1480-1567 được sử sách Triều Minh liệt vào danh sách 6 đại gian thần của triều đại. Cha con gian thần Nghiêm Tung dùng quyền thế khuynh đảo thiên hạ trong 20 năm, khiến người người oán hận. Con trai của Nghiêm Tung là Nghiêm Thế Phiên cuồng vọng, cao ngạo đến cực điểm. Thậm chí khi khoe khoang về bảo vật trong gia đình, Nghiêm Thế Phiên từng cười lớn mà nói, trong triều đình không ai giàu có bằng ta.
Hoàng đế Thế Tông từ lâu đã không thuận mắt với cha con Nghiêm Tung, sau đó đã tìm cớ bãi chức ông ta. Con cháu và Vây Cánh đều bị phái đi biên ải. Nghiêm Thế Phiên trên đường đi đầy trốn về quê làm đạo tặc, bị triều đình chém đầu. Vì gia sản bị tịch thu, Nghiêm Tung không còn nhà để về, sống trong sự phỉ nhổ của mọi người. 2 năm sau, Nghiêm Tung mắc bệnh nặng qua đời. Lúc Nghiêm Tung chết, thi thể được chôn mà không có quan tài, càng không có ai đến tiễn đưa. Có câu rằng, cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét, ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn cũng không quá 3 bữa. Vậy hà cớ gì người ta không biết đủ, mà phải lao tâm khổ tứ truy cầu nhiều thứ như thế. Huống chi, tiền tài dù nhiều đến mấy, chức vị dù cao đến đâu đi nữa, cuối cùng đến lúc sinh mệnh lìa đời thì đâu còn ý nghĩa gì. 38. Thiện ngộ về sinh mệnh. Sinh mệnh, đối với chúng ta, chính là một cuộc hành trình. Chúng ta đã cất tiếng khóc khi đến thế gian này. Khóc là một phần thông báo rằng chúng ta đã tới. Tuy nhiên những người thân quanh ta lại cười. Cười là một phần hân hoan mừng rỡ, một loại hoan nghênh đón chào. Lớn lên rồi, chúng ta cười trong tiếng khóc, lại khóc trong tiếng cười. Có người cả đời cười nhiều hơn khóc, vì vậy sinh mệnh khắp nơi tràn ngập ánh sáng. Có người cả đời khóc nhiều hơn cười, vì vậy khó tránh khỏi âm u mù mịt. Mỗi người đều có sinh mệnh, nhưng không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh. Then chốt là xem bạn dùng một cây bút phác họa nó ra sao. Cảm tạ trời xanh với những gì ta đang có, cũng cảm tạ trời xanh với những gì ta không có. Sống một ngày chính là có diễm phúc một ngày. Đôi khi ta khóc bởi không có dép để mang, nhưng ta chợt phát hiện rằng còn rất nhiều người không có chân để đi dép. Mọi thời khắc đều dùng trái tim cảm ơn đối mặt với cuộc sống. Như vậy bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này sẽ trở nên phong phú và tốt đẹp hơn. Đức Phật nói, đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên, tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Trân quý sinh mệnh, đối xử tốt với sinh mệnh, phác họa sinh mệnh. Chỉ như vậy, khi bạn rời khỏi thế gian này, bạn mới có thể giữ được nụ cười trên môi. Bởi vì bạn đã dùng những nỗ lực của mình để diễn giải sinh mệnh, làm phong phú sinh mệnh, cho nên dù những người xung quanh bạn đều đang khóc, cảm giác đó chẳng phải cũng là sự tán thưởng nồng nhiệt đối với sinh mệnh của bạn. 39. Mong cầu và thanh thản. Cổ nhân có câu, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Cuộc đời này mọi thứ được tạo ra đều đã có an bài, hết thảy đều tùy duyên. Bản thân chúng ta dẫu có muốn cũng không thay đổi được gì nhiều. Càng cưỡng cầu càng không hạnh phúc. Chỉ có thuận theo thiên mệnh mới có thể đạt được sự bình thản trong tâm. Một anh nhân viên nọ từng hỏi cậu đồng nghiệp rằng, anh không nhiều tiền hơn tôi, nhưng tôi thấy anh và các bạn của anh rất thanh thản. Tất cả mọi người đều dễ dãi và không bị áp lực tinh thần. Anh cho tôi cái bí quyết nào đó được không? Sự thành thật của anh ta làm tôi cảm động. Tôi thư thả mỉm cười và trả lời, tôi không mơ ước gì trong tâm của tôi cả. Anh làm được như thế không? Anh ta lập tức tỏ vẻ khó chịu và nói, làm sao như vậy được? Mấy ngày qua tôi quá mệt mỏi. Con trai tôi thi rất môn toán và tôi không biết làm sao để giải quyết. Mới đây tôi nợ tiền visa nhiều quá và chưa đủ để trả. Quá nhiều việc để tôi phải lo, nếu không sẽ còn nhiều rắc rối nữa. Tôi bình tĩnh nói với anh ta, chỉ khi nào anh không mong cầu một điều gì thì anh mới thật sự thanh thản. Tôi kể cho anh ta nghe một câu chuyện. Có một lái buôn rất giàu có gặp một người ăn mày. Người ăn mày nói, ông và tôi đều là bạn cũ. Ông cho tôi xin ít tiền được không? Ông lái buôn nhìn người ăn mày rất kỹ và nói, tôi nhận ra ông rồi. Trước đây ông cũng giàu lắm. Tại sao bây giờ lại như vậy? Ông ăn mày nói, thì năm ngoái nhà bị cháy và tài sản của cả của tôi đều bị đốt sạch. Người lái buôn hỏi, vậy sao ông lại thành ăn mày? Người ăn mày nói, vì tôi cần tiền mua rượu. Người lái buôn hỏi, tại sao ông lại mua rượu? Vì có rượu tôi mới đủ can đảm để ăn xin. Nghe được điều đó, người lái buôn chợt hiểu ra. Ông thấy ngay được sự thật về những người thường đã bị mê mờ trong thế gian hiện tại. Ông thở dài nói tất cả những người trên thế gian này thật sự bị nghiện rượu, đàn bà và tiền bạc hết. Vì thế họ phung phí cuộc đời. Cuối cùng tất cả đều nằm dưới 6 tấc đất. Nhưng tại sao lại sống như thế? Ông ta nói với người ăn mày, khi nào ông quyết định không cần uống rượu nữa thì đến gặp tôi. Người lái buôn bỏ đi. Người ăn mày rất chán nản vì không xin được tiền từ bạn cũ. Ngay lúc đó có một đạo sĩ đến và người ăn mày lập tức hỏi, xin ông cho tôi biết ngày mai sẽ ra sao. Đạo sĩ vừa cười vừa nói, ông không có gì cả. Vậy mà ông lại lo lắng về ngày mai sao? Tại sao ông lại lo lắng về những thứ lặt vặt ấy? Chúng tôi là những đạo sĩ chỉ muốn làm người tốt, từ bi, nhẫn nhục và không có hờn giận ai, hay ham muốn điều gì. Chúng tôi không có nhiều thức ăn cho cuộc sống hàng ngày.
Thậm chí khi không có đồ ăn, chúng tôi cũng không cảm thấy đói. Tại sao chúng tôi vẫn có thể thanh thản được? Sau khi tôi kể xong câu chuyện, người đồng nghiệp của tôi hình như hiểu được đôi chút và nói: "Tôi không lo lắng đến vấn đề này nữa. Tôi biết rằng anh ta tạm thời đã bình ổn và nói: "Anh thử làm điều thế này. Chỉ cần anh có chân thiện nhẫn, không giận hờn, không than phiền, thù ghét, thì anh sẽ từ từ học được cách buông bỏ ham muốn. Tôi hy vọng rằng anh rồi cũng có thể được thanh thản." Tôi nghĩ về điều này rất nhiều sau đó, rằng chỉ có những người từ bi, thật thà, nhẫn nhục mới có thể thanh thản. Khi tâm trí không còn ham muốn, thì người đó có thể thấy sự thật của cuộc đời. Họ mới có thể sống an nhiên tự tại. Trên đời này, tiền bạc, địa vị, vốn dĩ là những yếu tố vô cùng cần thiết đối với mỗi người. Nhưng khi ta mất đi, những thứ ấy lại chẳng thể nào mang theo được. Chúng ta luôn vất vả, chạy ngược chạy xuôi lo toan, ganh đua, đấu đá để giành lấy những thứ ấy. Nhưng rốt cuộc lại chẳng là gì. Hơn nữa theo luật nhân quả, công danh, địa vị của một người thực chất là nhờ đức của người đó tích từ đời trước. Vì sao có người sinh ra, mọi thứ đều rất thuận lợi, con đường học vấn sự nghiệp cũng suôn sẻ. Có người cuộc sống lại gặp rất nhiều khó khăn. Đó chính là bởi vận mệnh của mỗi người là khác nhau. Con người thường cố gắng làm việc, kiếm tiền cả đời nhưng đến gần cuối đời lại mong có được sự an nhàn, hưởng thụ. Chúng ta cứ mãi tìm kiếm thanh tịnh bên ngoài mà quên đi mất. Đó là điều mà ai cũng có thể đạt được, chỉ cần buông tâm mình xuống, truy cầu ít hơn, ràng buộc ít hơn, thuận theo thiên mệnh thì hạnh phúc đang nằm trong tay bạn. 40. Tướng mạo của bạn chính là thể hiện trải nghiệm của bạn. Có người nói, nếu Thượng Đế ban cho bạn một khuôn mặt đẹp, bạn phải cẩn thận, đây chính là một khảo nghiệm đối với tâm tính của bạn. Nếu như tâm tính của bạn tầm thường, thì điều tầm thường này sẽ phản ánh ra trên khuôn mặt, sẽ biến vẻ xinh đẹp thành thô tục. Câu chuyện về tiểu thư Quách Uyển Doanh chắc nhiều người đã đọc qua. Nàng là đại tiểu thư sinh ra trong một gia đình danh giá, cũng từng trải qua những ngày tháng bất an, ăn bữa nay lo bữa mai. Lúc tuổi trẻ còn bị đưa đến nông trường lao động, nhưng bất kể là khổ cực như thế nào, nàng vẫn cẩn thận giữ mình y như cũ, hết sức bảo trì trạng thái thong dong, tao nhã. Khi về già, Quách Uyển Doanh vẫn là một thục nữ thanh nhã. Tác giả Trần Đan Yên kể lại lần gặp mặt Quách Uyển Doanh, ngày đó tóc của bà như tuyết, mặc áo lông màu xanh da trời, vẫn là một người rất đẹp. Lúc bà đã 86 tuổi, cùng với ba người phụ nữ trẻ tuổi đi ra ngoài ăn cơm, nhưng cảm giác thật giống như là ba người đàn ông cùng với một mỹ nữ đi vào nhà hàng, chứ không phải là ba người phụ nữ cùng một quý bà. Cái khí chất này phải là những người trải qua cực khổ, bao dung với việc đời, đi qua năm tháng đã rèn luyện thành khí chất điềm đạm, tao nhã, đã hình thành nên tướng mạo một đời. Cái đẹp thực sự tuyệt đối không phải chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp nông cạn, đó là sự rèn luyện hàng ngày. Dù cho có đặt ở trong biển người vẫn có thể liếc mắt là phân biệt ra được khí chất đó. Đây chính là hình dáng của tâm hồn. Nhà văn Lasso người Anh đã nói, khuôn mặt một người chính là giá trị bên ngoài của người đó. Nó không chỉ ẩn tàng cuộc sống của họ, mà còn cất giấu cuộc sống mà người ta đang truy cầu. Tướng mạo một người không chỉ quan hệ tới hiện tại của một người, mà còn quyết định tương lai của người đó. Nhưng xin hãy tin rằng tướng mạo là có thể cải biến được. Vì thế là một người lương thiện đơn thuần, lạc quan, trong tâm tràn ngập tình yêu thương và lòng biết ơn, tu dưỡng tâm hồn ngày thêm phong phú, tu dưỡng tâm thái ngày càng lạc quan, trở nên ngày càng tinh tế, người đó nhất định sẽ trở nên ngày càng xinh đẹp.